chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món sườn non sốt chua ngọt cho các bạn cùng thưởng thức nha. Ở đây là mình chuẩn bị các nguyên liệu để làm món sườn non. Mình sẽ pha nước sốt nha. Mình mời mọi người cùng thưởng thức chung với mình nha. Hôm nay mọi người thấy món ăn của mình như thế nào nè. Thank you.
ngon là không thể thiếu bia.